Hello, chào các bạn đã trở lại với kênh của mình và chào mừng các bạn đã trở lại với một book talk, một mà tất cả mọi người đều ghét, ngoài trừ mình. Ok, thì video bữa nay mình sẽ nói về một chủ đề hôm bữa mình hứa mình đã nói, đó chính là sách nói. Thì để cho dễ theo dõi thì mình sẽ chia video này thành 3 phần. Phần đầu tiên đó là những cái thông tin về sách nói mà mình muốn nói cho các bạn. Phần thứ hai là về những cái mặt hại của sách nói, và cuối cùng về những cái mặt lợi của sách nói, để từ đó mình tổng hợp để cuối cùng là đưa tới một kết luận là mình có recommend các bạn xài sách nói hay không. Ok, thì đầu tiên là thông tin về sách nói. Thì sách nói là việc mà ai đó họ đọc một quyển sách và họ ghi âm lại cái file mà họ đọc đó, và họ đăng cái đó lên mạng để cho bạn có thể download về và bạn nghe. Thì sách nói hoàn toàn hoạt động như một file nhạc MP3 bình thường thôi. Các bạn có thể download về máy và nghe y chang như kiểu nghe nhạc bình thường vậy á. Thì các bạn có thể kiếm sách nói ở đâu? Thì đầu tiên là về cái phía mà phe chính thống á, thì cái trang ở Việt Nam mình biết duy nhất có vẻ là chính thống đó chính là trang thư viện sách nói dành cho người mù. Thì cái trang này là một trang phải gọi là hoạt động khá là có tổ chức, và họ sao ta, họ để cái trụ sở cũng ngay gần nhà mình đó, nên bởi vì mình nghĩ chắc đây là một kênh chính thống. Và kênh này là một kênh hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận, bạn vô kênh này chắc chắn là không bao giờ bạn sẽ thấy quảng cáo là cái gì hết. Đúng ta, đúng rồi, mình đâu có thấy quảng cáo gì đâu. Và mình nghĩ là sau này nếu như mà mình muốn đi quyên góp tiền của mình vào một tổ chức tình nguyện nào đó, thì có lẽ đây chính là tổ chức mà mình muốn quyên góp vào, tại vì nó đã nuôi sống mình bao nhiêu năm rồi mà. Ok, thì sau cái kênh này thì bạn còn một kênh nữa, không phải gọi là kênh nhưng mà đó là tiết mục đọc truyện dài kỳ của đài VOV3, thì thường phát vào lúc 11 giờ đó, bạn có thể google cái này. Thì thường thì không có ai mà lên tổng cái đài nghe hết á, tại vì bây giờ cái thói quen nghe đài cũng đã hơi hao mòn một tí rồi. Nhưng mà vẫn có một số người, người ta kiểu như là họ tổng hợp lại những cái link của một quyển sách nào đó đó, và họ đăng nó thành một cái bài riêng luôn. Thì những cái bài này phải gọi là rất là khó kiếm luôn á, kiểu như nó lưu truyền, phải gọi tràn lan trên mạng để cho bạn không biết đường nào mà tìm, nó không có một cái trang tổng hợp cụ thể. Nên bởi vậy, nói chung là đôi khi mình mới kiếm được một số của đài VOV3. Nói chung là trong tất cả những cái sách nói ở Việt Nam nha, về chính thống lẫn không chính thống, thì VOV3 và trang thư viện sách nói cho người mù là hai trang mà mình thấy là có chất lượng audio phải gọi là tốt nhất luôn, và người đọc cũng phải gọi là người đọc rất là tốt. Thì có gì bạn hãy ghé thử qua hai cái nguồn này để ủng hộ cho họ. Còn về nước ngoài tiếng Anh thì trang đầu tiên đó là chắc hẳn ai cũng biết, đó là Audio. Thì Audio là một trang có tính phí, bởi vậy nếu như mà bạn muốn nghe thì bạn phải tính phí. Còn một trang nữa, nếu như mà bạn kiểu như muốn, kiểu như học sinh như bạn muốn tìm những cái trang phải gọi là hoàn toàn miễn phí, thì LibriVox là cái trang mình rất là nghe, phải gọi là cái trang này cực kỳ nổi tiếng mà mình nghĩ là không có trang nào vượt qua được cái kênh này luôn á. Thì LibriVox là một cái trang đọc sách nói. Thường chỉ, không đúng rồi, họ chỉ làm những quyển sách mà đã hết cái thời hạn bản quyền 70 năm thôi. Bởi vậy thường là những cái quyển trên này phải gọi là những quyển rất là cổ rồi, nên vì văn phong nó cũng phải gọi là rất là khó theo dõi. Thường thì mình chỉ lên đây để mình nghe những quyển phải gọi là sách dành cho thiếu nhi hết, chứ sách dành cho người lớn kiểu như mình theo không kịp luôn á. Ok, thì đó là bốn trang mà mình có thể tìm được về chính thống. Còn về mặt không chính thống thì nói chung là nó rất là đầy. Nói chung là mình sẽ không đưa ra bất kỳ một trang cụ thể nào hết, tại vì nó cũng là lậu mà. Nhưng mà bạn có thể dễ dàng google được nó trên mạng, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Nhưng mà nói chung là về mặt này thì có một số cái á, thì mình hãy nghĩ là nếu như họ copy từ những trang chính thống thì họ sẽ nghe rất là tốt. Nhưng mà nếu như họ tự sản xuất nha, có một số người tự sản xuất audio lậu luôn á, nói chung là mình cảm thấy chất lượng rất là tệ. Ok, thì đó là những chỗ mà bạn có thể kiếm được audiobook để bạn tải và nghe. Về cách nghe audiobook thì một số người họ cảm thấy là audiobook đọc rất là chậm, và mình nghĩ nó cũng hiển nhiên rồi, tại vì người ta đọc khác với tốc độ mình nghe, đúng không? Mình nghe sẽ nhanh hơn cái tốc độ người ta đọc. Thì nếu như mà bạn muốn nghe cái audiobook nhanh hơn thì bạn có thể tải cái file MP3 về, và sau đó bạn lên cái điện thoại của mình, bạn tải những cái app phải gọi là app chỉnh sửa nhạc á. Nói chung là những cái app ở đầy lắm, bạn cứ lên mạng search là ra. Rồi sau đó với những app đó bạn có thể tăng tốc độ nghe lên ví dụ như 1.5, hoặc là tăng tốc độ nghe lên gấp 2 lần này nọ. Thì bình thường mình dùng cái cách đó mình cảm thấy nghe rất là hiệu quả. Nhưng mà đương nhiên là cái bước tải xuống á, nói chung là cái câu chuyện tải audiobook là một cái câu chuyện trường kỳ rất là mệt mỏi. Tại vì những cái trang lậu thì đương nhiên là có trang tải được, có trang tải không. Còn những cái trang chính thống phải gọi là rất là hiếm nha, gần như là họ không cho bạn tải lậu đâu, ngoài trừ những trang như LibriVox này nọ. Ok, thì đó là những cái thông tin về việc mà bạn có thể nghe sách nói ở đâu, bạn nghe như thế nào để tận hưởng tốt nó.
thì mình sẽ bước vào cái mặt mà mình phân tích cái hại của cái sách nói này. Thì đầu tiên đó là rất là nhiều người khi nói sách nói họ lập tức sẽ bỏ luôn, tại vì họ nghĩ rằng nếu là một mặt sách chân chính thì cái sách nói sẽ làm hủy hoại đi cái kỹ sao ta cái trải nghiệm đọc sách của bạn. Thì mình không biết cảm thấy như thế nào, nhưng mà ít nhất là đối với quan điểm của mình thì mình thấy cái trải nghiệm đọc sách của mình vẫn chả khác cái gì hết nếu như mình nghe sách nói. Nói chung là cũng tùy, tại vì có một số bạn thì họ thưởng thích là ra những quán cà phê ngắm nhìn cảnh đẹp rồi rồi mặt giấy rồi ngửi ngửi gì đó kiểu vậy. Thì mình từng giống mấy bạn, mình từng giống nhau, nhưng mà sau nhiều năm đọc sách thì kiểu như mình cũng chai lì mặt rồi. Nói chung là bây giờ mình chỉ cần cái chữ trong cái quyển sách đó nhập vô cái đầu của mình thôi là được rồi, còn lại nó nhập vô theo cái hướng nào mình cũng không quan tâm hết. Nên bởi vậy mình nghĩ đó là về cái mặt này thì tùy mấy bạn. Còn một việc nữa là nhiều bạn kêu đó là nghe sách nói các bạn không thể tập trung được. Thì cũng như khoa học đã nghiên cứu ra bây giờ đó là não bộ chúng ta không thích hợp để làm các nhiệm vụ multitasking, có nghĩa là các bạn làm nhiều việc cùng một lúc. Thì đương nhiên là khi nghe sách nói các bạn không thể nào kiểu ngồi yên chỗ được, chắc chắn là các bạn phải nhìn cái gì đó thì là đang làm cái gì đó, thì chắc chắn nó sẽ hơi kiểu hơi gây thiếu tập trung với các bạn á. Và thậm chí có nhiều bạn nói đó là họ hoàn toàn không thể nào tập trung được khi nghe sách nói. Thì mình nghĩ cái mặt này đối với mình nha, mình nghĩ là không thể có chuyện đó được. Tại vì trừ khi bạn kiểu như bạn đang vừa học và bạn nghe sách nói vậy á, còn mình nghĩ nghe sách nói nói chung là mình cảm thấy không á gì thiếu tập trung hết trơn á. Và đặc biệt đó là thường mình chỉ nghe sách nói trong những lúc mà mình làm những chuyện ví dụ như lau nhà nè, hoặc là quét nhà, dọn nhà cái gì đó, hay là đang đi bộ vòng vòng gì đó. Thì đúng đó là mặc dù các bạn nói là multitasking không tốt, các bạn phải tập trung hoàn toàn vào một việc, nhưng mà không lẽ lau nhà, quét nhà hay đi bộ mấy bạn cũng phải cực kỳ tập trung hết đầu óc của các bạn vào cái việc đó sao, đúng không? Với lại mình nghĩ đó là nếu như bạn nào mà cảm thấy thiếu tập trung khi nghe sách nói thì bạn nên chuẩn bị tinh thần đi khi bước vào đại học. Nói chung là khi bạn đã bước vào đại học rồi, thậm chí chưa cần tới đại học, cấp 3 thôi là kiểu như cuộc sống kiểu tát mặt mấy bạn cú rất là mạnh nữa. Kiểu như giáo viên trên bảng cứ tha hồ mà nói vậy, còn bạn ở dưới chép như điên vậy, thậm chí họ không có dừng lại để đợi bạn chép luôn nha. Họ cứ nói xong cái slide này, họ lập tức sẽ nói sang slide khác thôi. Kiểu như họ không quan tâm tới cái chuyện mà bạn chép đâu. Bởi vì mình nghĩ là bạn cũng nên tập cái thói quen kiểu như tăng tính tập trung của mình một tí đi. Và mình nghĩ nghe sách nói cũng có thể là một bài tập tốt chứ bộ, đúng không? Ok, còn một việc nữa, việc này mà hôm bữa mà mình mới vừa xem video về sách nói ở trên kênh Cà Rốt và Thỏ, thì có anh Vui lên trong phần comment, anh cũng có nói về cái việc đó là nghe sách nói sẽ làm các bạn mất đi những khoảng mà thiền định trong chúng ta. Thì lúc mà anh nói đó thì là mình nhớ tới một cái link mà mình đã đọc được nhiều tháng trước, đó là về việc đó là người ta nói là cái thế hệ chúng ta ngày nay đang dùng tai nghe quá nhiều, nghe sách nói, nghe nhạc hay nghe cái gì cũng được, hay xem YouTube. Thì chính vì việc mà chúng ta dành quá nhiều thời gian cho tai nghe, chúng ta không có một khoảng thời gian yên lặng để thiền định gì đó cho con người á. Thì mình nghĩ là có lẽ khi các bạn nghe sách nói, các bạn cũng nên kiểu như là lưu ý tới việc này á, kiểu này nọ. Thì cuối cùng tổng hợp về cái mặt hại của cái quyển sách này, của cái sách nói á, thì mình nghĩ là nên xếp theo thứ tự thì chắc chắn đó là thứ tự thứ nhất đó là sách giấy 100% có lợi, mình không thể nào tìm ra được cái gì có hại sách giấy hết. Tiếp theo đó là sách ebook thì có cỡ 30% có hại, 70% có lợi, còn sách nói thì mình nghĩ chắc là 50-50, vừa có lợi vừa có hại. Ok, thì tiếp theo là mình sẽ nói về mặt có lợi của cái sách nói này. Thực tế là mình kiểu như nói về dành kiểu như nguyên phần để nói về cái lợi của sách nói, nhưng mà thực tế mình chỉ có đúng một điểm duy nhất mình muốn nói thôi. Và sách nói thực tế thì mình nghĩ chỉ có duy nhất một lợi ích thôi, nhưng mà cái lợi ích đó là cái lợi ích mà làm cho nó hoàn toàn khác biệt hẳn so với những cái thể loại sách khác, đó chính là sự tiện ích. Phải nói là như nãy thì xếp về cái mặt mà kiểu như mặt đọc quá, trải nghiệm đọc sách thì sách nói hàng chót, đúng không? Nhưng mà khi về xét về mặt tiện ích thì chắc chắn là sách nói phải hàng đầu, tiếp theo là tới ebook và cuối cùng là sách giấy. Thì sách nói tiện lợi ở đâu? Nó chính là việc mà bạn có thể nghe nó như một cái MP3 vậy, bạn có thể nghe nó bất kỳ mọi lúc nào và bạn có thể nghe nó bất kỳ đâu, mà mình cảm thấy cái việc mà nghe nhạc cũng rất là dễ. Ví dụ như bạn đang ngồi trên lớp giờ ra chơi, bạn có 10 phút giờ ra chơi rất là chán, không có gì để nói chuyện với bạn hết. Cắm tai nghe vô và đọc sách nói, bùm, bạn có 10 phút đọc sách. Ví dụ như bạn đang lau nhà đi, quét dọn nhà cửa nửa tiếng, nghe sách nói, xong, vậy là cuối cùng bạn đã có nửa tiếng để đọc sách, đúng không?
Tiếp theo nữa là có nhiều trường hợp lắm, ví dụ như bạn ngồi trên xe buýt nè, rảnh đâu biết làm gì đâu thì lôi sách nói ra đọc. Có nghĩa là chính nhờ cái sự tiện lợi của sách nói mà sách nói đã biến những cái khoảng không gian chết đó thành những cái thời gian mà bạn thực tế có thể đọc sách được. Còn nếu như mà bạn đọc sách giấy thì đầu tiên là đọc sách giấy trên xe buýt thì xe buýt nó có rung 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 qua rung lại, chắc chắn nó sẽ hại cho mắt của bạn. Hay là ví dụ như bạn đang lau nhà quét sân gì đó thì làm sao mà bạn có thể lôi nguyên cái quyển sách bự chà bá là bạn đọc được, đúng không? Thì đó là một cái mặt tiện lợi của sách giấy. Ngoài trừ ra đó là còn thêm một cái mặt tiện lợi nữa, đó là sách giấy kiểu như kích thích cho mình đọc sách nhiều hơn. Mấy em biết tại sao không? Tại vì có một chuyện mình nghĩ là chuyện này đó, nhưng mà những bạn đã ở tuổi mình hoặc lớn hơn rồi, còn những anh chị đã đi làm rồi, chắc chắn là cái chuyện này ai cũng đều biết rồi, đó chính là chuyện đọc sách mỗi ngày. Thì chúng ta trong giới mọt sách luôn luôn nói đó là chúng ta ủng hộ, chúng ta là mỗi ngày nên đọc sách, giữa kiểu như làm việc xong rồi thì thay vì dành thời gian còn lại để dùng smartphone xem YouTube hoặc là xem kênh của mình, thì có lẽ bạn nên dành cái thời gian đó để làm những thứ hữu ích hơn, ví dụ như là đọc sách. Thì mặc dù nghe về cái mặt lý thuyết thì nó là vậy, nhưng mà lúc nhỏ mình cũng tưởng là vậy nha, cho tới khi mình lớn là mình phát hiện ra đó là một cú lừa, đó là một cú lừa siêu mạnh. Tại vì sự thật đó là sau nguyên một ngày dài nha, từ sáng mình phải dậy từ 6 giờ và mình làm liên tục, học hành rồi làm việc rồi đi làm thêm, hay là với những người làm việc thì họ làm mới tận 6 7 giờ tối vậy, và sau đó về nhà còn phải nấu ăn, rửa chén, rồi nói chung là làm một đống việc về sinh hoạt á. Bạn nghĩ sau khi làm tất cả một cái đống rồi nha, và cuối cùng 9 giờ hay 10 giờ đó bạn nằm lên giường á, nó thiệt là bao nhiêu cái thứ năng lượng trong người mình á, nó tuôn ra hết, nó bị cạn sạch luôn, mình không còn tí xíu năng lượng nào để kiểu như có một cái động lực để đọc sách luôn á. Và chính vì cái việc đó mà mình đã cảm thấy rất là khó khăn về cái việc theo dõi thói quen đọc sách của mình trong những năm gần đây. Nhưng mà chính nhờ sách nói nên mình đã có thể cải thiện được một phần cái việc đó. Tại vì đang mệt đúng không? Ok, cứ nằm lên giường, tắt đèn, ngủ, nhắm mắt lại và nghe sách nói, phải gọi là cảm giác rất là thư giãn và giúp mình dễ ngủ hơn nữa chứ. Và mình nghĩ đó là nếu như bạn là một người cũng đã từng trải qua cảm giác giống mình, cảm giác như kiểu cuối ngày kiểu như bạn cứ như kiểu một con zombie nằm trên giường vậy, bạn không còn tí xíu năng lượng nào, thì chắc chắn sách nói là một lựa chọn hàng đầu luôn. Ok, thì cuối cùng tổng hợp lại tất cả những cái chuyện này nha, thì liệu mình có recommend sách nói hay không? Mình phải gọi là, mình chắc chắn các bạn đều biết không, mình rất là recommend sách nói luôn. Mình là một fan phải gọi là cực kỳ trung thành của sách nói từ khi mình phát hiện ra nó cách đây cỡ 5 năm đó. Và thậm chí mình ghiền tới độ mà nếu như mình không thể tìm được cái sách nói của cái cuốn sách mình muốn tìm á, mình sẽ dùng cái phần mềm mà kêu chị Google đọc giùm luôn á, mặc dù nghe nó kiểu như giọng robot vậy, nhưng mà kiểu như mình khá là ghiền sách nói á. Thì các bạn cảm thấy như thế nào về sách nói thì các bạn có thể cùng thảo luận với nhau trong một comment nha. Và các bạn đã xài sách nói chưa, các bạn cảm thấy nó như thế nào? Thì ok, thì mình hy vọng các bạn thích cái video bữa nay, thì hẹn gặp lại các bạn tuần sau.